Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Khải anh em ơi. Nãy giờ thì anh em cũng xem đấy là Khải vừa trung gian mua dùm cho một cái ông trên kênh YouTube á. Ông mua cái này sau giờ Khải nghe bình dùm luôn nha anh em. Cái này của ai Khải không biết luôn á. Mua giá cũng khá là ok. Giá này ạc này hàng 55 giờ anh nghe bình chắc Khải lên cấp chắc ạc này lên cấp 90 92. Xong rồi đổi tên dùm ổng luôn nè. Rồi vô bang luôn. Đó, một người ở trên kênh YouTube vô bang phù bang. Rất là mừng. 14 kim, ui 14 kim rồi chứ quá trời. Ok, có người vô bàn phù đẹp. Ảch này là quá đẹp rồi. Biết tăng điểm sai đúng rồi. Tăng điểm cũng chuẩn rồi. Chưa có đau. Chưa có đau tóc. Tăng điểm thì chuẩn rồi đó. Chưa có đau tóc. Chuẩn được tay. Chưa có đau tóc nè. Tí nữa chắc lên đảo thì tỷ tỷ rồi. Đổi tên nhân vật. Tốn 3 thì tin thôi. Chắc chắn phải đổi tên nhân vật này. Vì mua ạc mới mà ai đỡ tên này nữa. 14.000 xu. Rồi, còn số kim cắt rương nè. Tí nữa có mua gì nữa tính tiếp chỉ cho. Ui cha, chị 3 chị đồ đầy đủ cho. Đó, 6.000 xu còn cũ còn lại nha. Rồi. Vô kiếm cái mảnh 8 bán mấy chục triệu quên mấy chục kim nào anh em. Kiếm mảnh 8 còn nói gì nè. Làm 10 lon vô, máu quá sốc luôn. Ok. Giúp cho ô tô đâu vào đó luôn cho mà hoạt động chính ô tô bơ ca với ô tô chanh luôn nhìn đợi nhé. Rồi giờ anh Nghi Vân đã ai dứt qua thành đô. Rồi con thứ hai này được gì đây? Con mình anh lỗ sắp mặt nè. Ôi. Thiệp thầy giáo. Thiệp mến cô. Rồi có cái nick gì không? Một viên thì tin này. Ui, được một cái bút rồi. Ngon lành cành đào. Ngày mới vô có một cái bút luôn em ơi. Chính mình thiếu một bút. Biết lần này tí nữa có dư bút nè. Ok, Nguyễn Tiến ơi. Ra mình 8 ngựa nó hợp lý nè. Ok, không ổn rồi. Dạ, yeah, tương dương trung tâm. Được một cái bút, một viên thịt tinh. Tiền thủ lộ. Một viên thì tên nữa. Bút mảnh như đây. Mảnh chiếu già 5. Mảnh chiếu tố 3. Rồi hết. Một bình may mắn. Bình may mắn. Nhỏ quá. Đi vô khác anh em ơi. Được hai mảnh ngựa mà không có con nào phi dân anh em. Phi dân anh em. Viên thị tinh là 3 viên. May mắn rồi. 3 viên thị tinh rồi. Đủ nhiều anh em ăn xong nó nhiều. Ôi, hai bút rồi. Đậu xanh. Cái này ngon vậy. Hai bút rồi. Ngon lành em, hai bút luôn rồi. Tiền thô lộ. Ô, anh này hơn cơ, hai bút kiếm anh rồi. Đâu dân, nấy mà anh không ra nè. Tiếp tục. Rồi, hết nên chùm cái. Mới được hai bút, cố gắng tìm hai cuốn sách nữa, đủ bộ nè mà. Hai sách nữa đẹp. Một tinh hồng. Này hình xui nè mọi. Cố lên. Mảnh phi văn 8 kiếm 30 kim rồi. Lần này đang nghe Vinh này. Này chuẩn bị đổi tên như này mọi. Ba viên thị tinh này vừa đổi tên nó đẹp luôn ấy. Vừa đủ đổi tên mà nãy giờ. Rồi thì lên được 5-7 viên rồi. Mới một nửa nè mọi. 500 cái này. 500 cái này.
sát đi, sát đi. Tinh hồng, hai viên tinh hồng rồi. Này ăn xong ốc 92 luôn nè. Này hơn hơn kinh nghiệm Khải mà. Hơn nghiệm bằng 9 Khải mà. Chắc chắn ốc 92. Còn 300 hơn, còn 300 hơn. Cố lên, cố lên. Đâu. Chưa có sắt luôn. Sắt đâu? Mấy mánh nữa. Tiếng Phúc Duyên, tiếng Lũ Lộ, Yên Sơn. Một thiên tinh nữa. Ok, 4 cục. Đồ, thiên Lũ Lộ không. Mụ ở 14 kim mỗi vần ở đâu? Mụ ở tương dương trung tâm nha, Kim Trần ơi. 14 kim nha, người nam. 14 kim nha. 14 kim mụ tương dương trung tâm. Ồ, oh, một cuốn sách luôn, ngon. Làm một cuốn sách nữa rồi. À, ông thiếu một sách nữa. Thiếu một sách nữa. Một sách nữa này. Một sách nữa rồi. Này, Khải dư một cuốn sách rồi, Khải cho ông anh này. Khải cho ông ấy à. Sách nào, một tiếng hơi lộ. Ui, hai cuốn sách luôn, ngon. Hai cuốn sách luôn nè, được rồi, đúng bộ luôn rồi. Dư cái bút không, dư thêm cái bút nữa coi. Bút, 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 dư cái bút nữa. Thì tin, ôi, anh này anh ngon hơi khá luôn em ơi. Vãi cánh nồi, anh này anh quá trời quá đất luôn. Vãi mình anh tổng sida quá trướng. Đủ cuốn sách này đủ bộ rồi. Hai bút, hai kỹ năng rồi. Hai sách, hai kỹ năng rồi. Tinh hồng, ui. Ủa, anh này ăn lời vãi trướng luôn á. Bốn cục tinh hồng có hai kim rồi. Năm viên thiên tinh. What the hell, sáu viên thiên tinh. Vãi cả nồi. What the. Ôi da, anh này hơn vãi trướng rồi nè. Vãi nồi. Anh này lời rồi, anh này lời. Tuy không có mảnh phi phân nhưng mà ra một mớ đồ lời rồi nè. Trời ơi, mình này ăn đúng hai tinh hồng. Bốn thiên tinh thảm vãi nồi. Ngoài tính đem xem lời lỗ nha. Nè, một cái tinh hồng lỗ này. Hai, ba, bốn, 5, 6, 7, 8, 9, nè, 10, nè, 11, nè, 12, nè, 12 là trung bình là 360 xu. Rồi thì tính nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360 xu cho 350 đi. Cộng cho 6 dương thì tính, 1 dương 350 là 2 dương 700, 6 dương 2K1, cộng 2.001. Rồi, anh này ăn lời nha, lời quá trời luôn em ơi, không lỗ luôn á nè, anh nghĩ không lỗ luôn, hai bộ bút nữa nhá, bút và sách luôn kìa. Rồi, cầm 2.001 nữa nè, là được 2.450, rồi 4 viên tinh hồng là 2 kim nữa, trời ơi, 2 kim, anh này ăn quá trời luôn, 2 kim nữa là 4 kim, 450, lời quá trưởng luôn á. Rồi nè, tiếp theo là một bộ bút đây, bộ này thì anh nghĩ trung bình một bộ khoảng 3 kim. Hai bộ này còn 6 kim. Đó. 6 kim. 10 kim hơn rồi. Vãi rồi. Nãy mình được có 7 kim mấy thôi nè. 10 kim hơn rồi nha. 10 kim hơn. Mấy cái này làm gia tẩu nè. 10 kim hơn rồi. Đó, bỏ lên đây. Rồi, 4 bình Phúc Duyên nữa. Mấy cái này chặt rừng dưới ta. Nồi này cũng đó. Lấy đủ các kiểu là điếu. Con long đao này ông anh ông ấy trên YouTube mà mới mua nè. Nói chung ông này mà ông ổn thì cứ đầu tư đi, rồi đánh cái cầm mạch này cả nó tốn kim là hợp lý luôn, đầu tư đi. Cái này đầu tư thêm cây đao nữa. Rắn đánh lên tốt. Tống kim lên TV luôn. Anh này đánh tống kim là y xì luôn nè. Thiếu lâm bóng, ôi có con biết kiếp lâm bóng ổn hết chứ. Mở rương luôn, ok, để mở rương 2 đi, chậm rương quá. Đồ thu gần 10 kim 5 rồi nè, chưa mở rương cuối nha, chưa đỡ đi mở, chậm rương quá. Đi mở nè, 1 kim 2 nè, mở rương. Đó, trong rương rồi, chậm rương quá. Nè, nó làm lại nè. Bỏ mấy cái này bớt ra ngoài nè. Cái này nó cũng kim rồi, easy luôn nè. Cái này của ông nhà quý nhà đất quý Pháp ông mua đó nè. Ông mới mua 2.500.000 khá là rẻ.
vớp event nữa thì tốn thêm mười mấy kim nữa. Nói chung là vị chơi tốn hết khoảng 3 triệu nè, là gần cấp 92, tốn hết 3 triệu quá đẹp. Set đồ cũng khá ok luôn nè, anh em xem sao qua set đồ này, nấy chưa sao đồ đúng không? Đây, nón sinh lực cao kim, nói chung là đi theo chuẩn năm hành vũ khí kim. Đó, vũ khí kim, 6-37. Áo thổ, truyền thổ. Rồi, đây, giày đẹp nè, giày ok nè, 25-30, 17-20 giày đẹp. Giày này bán phải 5-6 kim. Đai lưng ok luôn, 540. Lưng này bèo lắm, phải 7-8 kim. Ở tay này cũng ok nè, sinh lực cao nè, khăn lôi. Đồ này build ok đó, thiếu cái đao thôi. Làm cái đao hợp kim tóc 20-30 nữa bin luôn, đủ đánh luôn. Nhẫn 520 sinh lực cao. Rồi nhẫn chón kháng hỏa cũng ok luôn đó. Chung là set đồ này cũng quá ok luôn. So với tầm này thì set đồ này với giá 2,5 triệu quá đẹp. Up event là nữa ok luôn. Rồi mà bóp cái này vô đi. Mày mấy tiền thủ lộ các kiểu này nếu nè, bỏ qua quân này nó cho trận rừng. Đại lực phi tóc, mấy cái này cánh điện boss nè. Đại lực phi tóc nè, mở ra đồ cánh mỗi loại một phi tóc, một đại lực cứ dành quốc boss nè. Y bài luôn. Trong mặt này anh quá lời nè, 4 cái bình phụ dân đã quá tử đại nữa, cộng thêm 400 xu nữa đi, là gần 11 kim rồi, không lỗ luôn em ơi. Gần 11 kim rồi, gần 11 kim rồi. Coi mở cái cuối này là gì đây, mở cái này là gì đây. Rồi sinh lực 200 luôn, đẹp luôn cho con lôn luôn. Con lôn cần máu nha nè. Ôi xô, máu 2-1 luôn. Quá đẹp luôn mà. Này cầm cái đao 30 hợp kim nữa, quá đẹp. Đánh tông kim là khỏi nó, mở nè. Ôi, thêm những thiên tinh nữa, ngon lành luôn. Thêm 350 xu nữa. Cái này thu lại hơn 11 kim anh em ơi, hơn 11 kim rồi. Hơn 11 kim với lại hai dư hai mảnh này không biết có giá hay không. Đúng rồi, con long đao hàng hiếm mà, hai mảnh này biết có giá hay không thì để ông tự xử thôi. Rồi phúc duyên này làm giả tẩu nè, để làm giả tẩu nè, đó này đủ tốt nè, may mắn nè. Lục thị tinh ngon vãi. Ok này, đại diện thị tinh là đổi tên nè. Rồi bài máy chân tử này có giá nha. Máy chân tử này đỡ đập đồ có thể bán 500 xu một viên á. 500 xu một chân tử không biết đâu. Rồi đỡ Khải đi giả tạo cho ông một này. Ông xem này, Khải làm giả tạo cho một nhịp này. Biết đừng làm giả tạo này, xong đầu là úp kinh nghiệm này. Đó, bây giờ thì trước mắt là đi làm giả tạo nha nè. Thì có 4 sơ đồ giang hồ, Khải hướng cho cách làm giả tạo luôn này. Mình sẽ mua thêm 26 cái nữa, một lần là sử dụng được 30 cái nha. Mua thừa quá không nhớ đâu. 30 cái này. Đó. Úi cái gì? Rồi. Rồi, bút này á. Bút này là coi, ông kêu ông cho một cái bút nha. Cho một cái bút à. Cho hành chính luôn, ok luôn. Còn lại nút, còn lại nút. Chỉ việc hợp đồng thôi. Này, đổi tên đầu tiên, đổi tên gái. Đầu tiên Khải đi đổi tên gái, giả tạo xong này. Đổi tên, muốn đổi tên thì giờ ba lành. Muốn đổi tên gì nè, quý phát tên ok. Cái này tâm điện tăng điểm này cũng chưa chính lắm, tăng chơi cho cái này cao dữ. Hiện thiên nhu cực tầm 12-13 điểm mới được rồi, vì tầm cấp này đứng sâu không có đạt cái lên cao bao nhiêu đâu, tăng cho nhiều. Chống phần đam 20% là được rồi. Rồi, đổi tên ngay. Tại cái này đúng xong. Sẵn làm nhùm ống luôn em ơi. Quý pháp thôi. Chúc
quý pháp. Yes. Rồi, thân đẹp luôn. Đâu, cái này kéo lại xíu nữa. Tên nhân vật này vô hiệu không thể sử dụng. Không thể sử dụng. Được. Có vẻ là nhiều ký tự quá nè. Tên này chỉ sử dụng ok. Rồi, xong tên. Quá đẹp luôn. Ok. Rồi, xong tên nhân vật. Nó cái này là tí này. Tạnh khái một cái nha anh em. À, tăng sinh lực này. Rồi nghe được coi cái lực tay như thế nào. Hiện tại á, cái kiểu này mà đỡ mà nói thì tìm cái đao 20 hoặc kim là được rồi. Nên là cái đao 20 thì thành 28 điểm. Nếu tất cả tìm được cái đao 30 thì đẹp. Cái đao 30 thì dư điểm nhiều luôn nè. Cái đao 30 dư điểm nhiều luôn. Hôm nay thì chống phần đao 20 thì bởi trong đó ít thiếu lâm cũng không thua đâu. Còn nếu mà 20 thì khó chém thì cũng đỡ nói mà một bên kia có thiếu lâm khó lắm. Thôi cứ tăng 30 thôi mà. Tăng như cũ thì chẳng khác gì. Tầng 2 tầm này đa số tầng 1 nè mà. Tầng 1 mắt. Trong tầm này tăng kiểu này cũng trúng rồi đó. Điểm hơi thấp thôi, không có điểm nhiều. 9 bạn. Test thử coi. À, đây, 2-3. 2-3 tên mắt đây được nhiều. Mắt cái này được 2-6. 2-6 được 9 mạng khá là cao. 50, với lại 35 là 85 chiến mạng. 85 chiến mạng. 85 chiến mạng một lực tay có 2-6 nè. Tại lại nè. Chắc là đẩy lùng đam tầng 1 lên lực tay cao hơn. Cái tầng 2 thấp quá. Ok anh ơi. Ok anh Lý Quỳ ơi. 2-6 lực tay mà chiến mạng khá là cao. Không có lực tay chiến mạng cũng vứt nữa nè. Tầng này mà mắt tầng 2 nữa đẹp. Chiến bạn thầy nghĩ no, không có no. Chiến bạn của này tăng 1 điểm lấy 16% ok rồi. Còn vấn đề là chiến bạn tầm 1 này. Đó, chuẩn binh này 3-6, đúng chính xác rồi. Thêm xíu lên cái 3-7. Cái này mà mang cái đao 20 nữa chắc mất 1 tay nữa mà. Đứng đao 20 chắc mất 1 tay. Ôi, vừa được 3-7, gần được rồi. Này mà cần có đau nữa đánh thống kim y3 luôn em ơi. Đặt móc 101 à, ok đó. Má không lộn đánh đầm xa gơ luôn. Nổ tầng 2 quá trời rồi đó. À ok rồi đó. Vô bàn em ơi. Rồi đó. Đó tầm này tăng như thế này rồi nè. Rồi đó. Cho vô bàn cái đã. Giờ bắt đầu đi ra tẩu nè mày. Trong mạng này anh lời á, không có lỗ nè mày. À, thu lại mười mấy kim lận. Lời kinh nghiệm quá trời nè. Đâu phải đi qua mua cái khu vực tống kim cho anh em xem. Đúng rồi, mua vũ khí nào cũng được nè. Mà cái đao tóc 30 này nè. Cái gì mà vấn đề hóa nó tốn tiền lắm. Biết hóa được không chứ còn. Hóa không đỡ ra đao là một vấn đề nè. Ngoài đơn giản nè.
Rồi, đi mua cục tống kim kinh nghiệm đan. Một ngày ăn một cục nha. Mấy cái này ăn chưa? Hôm nay ăn đủ rồi, ăn này ăn đầy đủ không thiếu gì đó. Rồi. Còn hai cục này để dành ngày mai ăn tiếp. Có một ngày ăn một cục thôi. Có server này cứ cho hóng vũ khí nha nè. Mới hóng được vũ khí. Rồi bắt đầu đi giả tạo nè. Giả tạo thì đứng chỗ làm trong vòng 5 phút xong rồi nè. 50 giả tạo. Đợt này ổng cứ ở băng này thôi nè. Ổng hoạt động nhiều thì đưa về băng 1. Không biết hoạt động nhiều thì ít thôi. Cứ đưa vào hoạt động chơi cho vui thôi. Giả tạo này, đó. Cứ giờ mà làm thôi. Phúc duyên 30. Có phúc duyên này, nuốt nè. Để tí đưa ông vô đi cốt, tí đưa ông vô đi cốt. Sức mạnh 1 đến 5, biết ạc này có không này. Sức mạnh 1 đến 5. Không có. Không có thì sử dụng sư đờ qua thôi. Nhiệm vụ này khó quá, ta muốn sử dụng sư đờ để hoàn thành ngay. Đó, dòng thứ 4. Sinh lực 1 đến 50. Tầm này mình xuống cái đao tóc sát thương nữa chém khỏi chơi luôn. Gần úp nó 92 luôn rồi. Đợt này chắc là hạng cao hơn Khải quá trời. Thôi lực 1 đến 50. 1 giờ chiều mà làm luôn bạn. Sinh lực tiếp nè. Tiếp tục bỏ vô sinh lực nè. Thông pháp 1 đến 5 có cho người này này thấy. Đây. Mười lăm cái nữa. Phúc duyên 5. Duyên 5 là cái ngũ duyên. Lưỡng thủy thì cứ nhanh. Nói chung đi mấy cái động á, sử dụng nhanh cho lẹ. Duyên trung động bỏ qua nhanh luôn cho lẹ. Dùng sư đờ hoàn thành luôn. Vài trăm nghìn cho nó lẹ luôn. Thì một cái đại lý. Đại lý trung tâm. Nãy không mở ra con ngựa ta. Không có con ngựa. Ê, mấy đợt này nhận ngựa free rồi á. Để ngày mai, à, Khải dư con ngựa này. Tới Khải Phước cho con ngựa này. Đây. Nó mới nhớ. Giờ cho con ngựa luôn nè. Lấy ngựa chạy nè, ngựa còn một tuần nè. À, giao dịch chưa, chọn cái quả nè. Chọn một quả nè. Rồi. Chọn ngựa luôn. Đang mang ngựa cùi quá. Đó, ngựa chẳng nhìn trắng đời. Ngựa cấp ngựa level 10 nó mới ghê chứ. Rồi, Khải bên này Khải đủ. Ngày mai anh Vinh nếu có dư là Khải vứt lại. Đẹp. Rồi, lên ngựa. Đó. Ngựa đó ngựa của Khải đấy. Đừng có đùa. Còn hơn mấy ngày. Còn hơn 8-9 ngày nữa đó. Rồi, tiếp tục. Ôi, đại lý. Đại lý trung tâm đó. Hôm nay mà mắc cái tầng 2 này nữa là đẹp luôn nè. Mắc tầng 2 nó chém khỏi chơi luôn. Chém là nát bét luôn. Ba mặt trí ái xe độc phòng chiều sâu phòng lôi 21 đến 30. À, cái này càng nhiều. 21 đến 30. Lúc này có một cái nón khăn lôi đây 29 luôn.
xem xong trả lại. Ok, 500.000 đủ nhiệm vụ giao cho cái 500.000 nghiệm ta. Hiện tinh một làm gì có. Phúc Dương 5. Anh này nếu có ok thì sắm cái đao nữa, khả năng tốn kim hàng ngày là ok cũng được nè. Không đánh Thiên Yên đánh cũng lâu. Con nào đánh cũng được. Thằng này mà con lôn này mà có thêm cái đao nữa khỏi chơi luôn. Nó đang khỏi khỏi chơi luôn nè. Rồi, chị 500k, có quả nè, cánh nè. 8 triệu nè, 7 triệu nè. 1 triệu hết hết cái kinh nghiệm rồi, hoàn thành nhanh luôn. 2 triệu nữa hết kinh nghiệm hoàn thành nhanh luôn. 1 triệu rưỡi. Ui, ông này nhiệm vụ còn ngon không ta? Thợ rèn biển kinh. Mới có hai cái đi mua thôi, còn lại toàn kinh nghiệm không. Khá là ngon. Này mua thêm một cái túi y tớ này, tăng mana hàng ngày đánh nhau xuống. 7 ngày 300 xu. Khỏi phải tốn mana. Đó. Nhiều đâu là xong nhiệm vụ. Đó, xong nhiệm vụ. Sau khi xong nhiệm vụ thì nó cho một cục kinh nghiệm gia tẩu này, 10 triệu này, nuốt vô. Nuốt rồi. Đầu tư thêm giờ đi mua cái kia cho ông nè. Vừa rồi hết hết 1 kim rưỡi rồi. Hết 1 kim 7 rồi. Mở rương với cái kia hết 1 kim 7 rồi. Giờ đi mua cái mặt cóc nè. Đi mua làm vài mặt cóc cho ông nè. Dư mà cái này mai làm nhà tạo tiếp. Thì thú lộ tí đi chanh nè. Một cứ đỡ ra 8 bình đi chanh thôi, ngày cánh 8 bình và hai nến, cứ 8 bình thì thua lộ. Mua thì 30 xu một bình, mua bên trên kia thì 30 xu một bình. Rồi đi rồi xong rồi. Rồi nói chung anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho video anh Yvonne này của Khải một like chia sẻ chơi nữa mày. Nói chung mạch này anh khá là lời, không thấy lỗ nha nè. Ok luôn á, đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ chơi nhá. Ngày mai Khải sẽ tiếp tục anh thiếu lâm và ngày mươi nha. Server này thì học đặng một cái tay thôi em ơi. Nhưng mà của anh thì cái anh này, anh kiếm vật phẩm thôi, biết sao bây giờ. Một lần anh 14 kim mà nè.